Hello, xin chào tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoan nhá. Ok, hôm nay mình sẽ chơi với nhân vật mỹ nhân các bạn ơi. Lâu lắm rồi không vác cái chị này vào trong trận đấu để các bạn cùng xem. Nói làm sao nhỉ? Đây là bộ skin mới, cũng mang một cái phong cách gọi là mặt cà rồng các bạn. Hầu như cái skin mùa này nó toàn mang hướng về phim mặt cà rồng chủ yếu. Và Hunter hôm nay chúng ta gặp đó chính là Madame. Mình sợ cực kỳ luôn, con Madame người ta chơi nó chém mình nghĩ như là chém cỏ, gặt lúa ấy. Còn mình tạo gương xong cứ chém hụt hụt, mình cáu không chịu được. Nó đang ở gần mình kìa, không biết là gì ai hoặc là nó đang đến đây. Ai cha, mỹ nhân là sửa máy cũng rất là nhanh, cai rất là tốt. Và mình thấy rằng là nó đáng để chơi trong những trận đấu rank các bạn ạ. Bởi vì khi mà các bạn tích sọ cũng khá là ok thôi, càng đứng gần Hunter thì tích sọ càng nhanh. Hoặc là các bạn bị Hunter tác động lên một đòn đánh thì các bạn cũng sẽ được một sọ chẳng hạn. Có một cách các bạn có thể tích sọ khác, đó chính là các bạn trị thương cho đồng đội thì các bạn cũng sẽ được tặng một sọ. Khi mà đồng đội các bạn vừa trị thương xong thì bạn cũng sẽ được tặng một sọ thôi, rất là đơn giản luôn. Và chơi mỹ nhân thì 36 cũng được, 39 cũng được. Nếu như mà các bạn đã xác định đi nhây thì các bạn sẽ lên nhánh 39. Còn vì cứu người tập trung giải mã thì lên nhánh 36 để các bạn có thể trợ giúp đồng đội, cứu đồng đội tốt hơn. Như mình đấy, mình đang lên nhánh 36 và lát nữa mình sẽ cố gắng thay trời hành đạo. Có một cái mà mình thấy hơi bị sốc, đó chính là quả đầu tóc của nhân vật mỹ nhân. Nhìn quả đầu cứ giống y như là mấy cái cọng tteokbokki bánh gạo Hàn Quốc. Trời, nhìn mà cũng lâu lắm mà không ăn các bạn ạ. Mà nó cũng đắt nữa. Một cái hũ chỉ có 2-3 miếng mực, vài cọng hành tây, thì chả cá vớ vẩn, hai quả trứng cút 60.000. Một cái hũ nhỏ không đủ cho em bé ăn mà nó lấy 60.000, cho nên là mình rất là ít ăn. Ngon thì ngon thật nhưng mà ui giời, xót tiền. Nếu như các bạn tranh thủ có tiền 60.000 đó, các bạn ra siêu thị các bạn mua một gói khoảng 30.000 bánh gà Hàn Quốc về, rồi thêm vài cây xúc xích, vài một bịch bò viên hoặc cá viên tùy theo các bạn muốn ăn gì, 12.000 một bịch. Mình rất là hay ăn bò viên cá viên luôn, 12 một bịch thì 60.000 đó, các bạn tha hồ ăn no phè luôn, không phải giống như ra tiệm ăn nóng chấm cực. Bởi vì gu của mình cũng thích ăn vặt kinh khủng luôn chứ đùa. Một ngày có thể mình ăn hết mấy trăm ngàn tiền ăn vặt, nhưng mà phải kiềm chế, không cơ thể mình phát phì, sắp Tết đến nơi rồi. Đang cố gắng nhịn ăn nhịn uống để Tết này mình ăn bù các bạn ơi. Tết này là một cái Tết gọi là tha hồ uống nước ngọt mà không bị ai cấm, rất là sướng luôn. Nước ngọt lúc nào cũng phè phỡn trên bàn hoặc là dưới bếp ấy, tha hồ khui ra uống, ai cấm, chẳng ai cấm luôn. Bình thường uống là kiểu gì cũng bị đấm vỡ mồm. Ok, mình sẽ cứu ai đây. Ây da, thường sư. Nhìn quả đầu tteokbokki này nhìn kinh khủng. Đúng rồi, kiểu gì các bạn cũng phải bị ăn chém thôi, cho nên là đừng có tiếc máu làm gì. Và khi bị chém các bạn cũng sẽ được một sọ thôi, kiểu gì các bạn cũng sẽ cai được, rất là ok. Úi dồi, tỉnh thế. Ôi nó dí mình kìa. Ôi bị két. Bây giờ mình sẽ đi theo hít sọ. Thôi xong rồi. Vướng thế này cơ mà. Úi dồi ôi, như tạo bóng kìa. Nhớ xoay cam nhá, các bạn có thể biết được vị trí của nó ở đâu các bạn, dễ né hơn. Nhiều khi bọn này nó ảo kinh lắm, chém không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Có ai cứu không chứ mình đang hít đó. Mình đang cố gắng chạy gần hít sọ. Ok, có người đã cứu được kìa. Móc được không, cố gắng móc đi. Ôi hay lắm, hay, giỏi. Ai, còn một máy.
vui xỉu luôn. Đúng rồi, đúng rồi. May quá mình vừa bắn sỏi. Hơi bị đúng ấy. Thôi xong rồi. Trời đất ơi. Ôi hết pin, hết pin. Ui ôi. Căng căng. Ôi hết pin cái gục luôn. Ủa. Ủa mình không tin chuyện gì xảy ra luôn. Ủa sao gục? Ai có thể giải thích không? Ai có thể giải thích không? Ủa hay lắm, mấy bạn này cover hay nhỉ? Ô hay phết. Cứu mình với tiền đạo. Nể thật luôn á. Team này chơi hay này. Ngồi cao bồ lên ghế rồi. Ây trời ơi, căng quá. Đứng yên chị thương. Cứ chạy chạy. Bình tĩnh. You need to calm down. Các bạn nghe vào You need to calm down của Taylor Swift chưa? Trời ơi, bài đó cực kỳ hay luôn. Và bài đó mình rất là thích. Bởi vì chị ấy ủng hộ LGBT các bạn. Một cái video rất là nhiều màu sắc. Và rất là nhiều những hỏi xoay đắp xoay. Đã xéo kinh hoàng luôn. Phong cách của Taylor Swift rất là hay. Bài đó lúc đầu mình nghe cũng kiểu không thích ấy. Xong rồi tự nhiên chị diễn live trên chương trình MTV. Trời ơi, thấy bà diễn live màu sắc lung tung rồi nhảy nhót các kiểu. Sau đó là diễn thêm bài Lover nữa. Bài đó mình cực kỳ thích luôn. Và nếu như đám cưới của mình thì mình cũng sẽ mở cái bài Lover để mình nghe. Nó có một cái câu ở trong điệp khúc rất là hay. Đó chính là Can I go where you go? Em có thể đến nơi mà anh từng đến được không? Nghe tình cảm kinh khủng. Ôi, chém mình rồi. Có sọ đây này, ba sọ luôn các bạn ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng rồi, bây giờ mình có sọ mình cứu đồng đội mình thôi. Rất là easy, đơn giản luôn. Hỡi triệu tập ai đi bắn sọ, bắn. Ôi, sao chết rồi. Con này nó tỉnh vậy. Tỉnh quá. Sorry bạn cao bồ nhé, mình không cứu được bạn rồi. Mình rất là xin lỗi luôn. Nó tỉnh quá đi, chứ không phải là gì cả. Ôi dồi, nó đang tạo gương làm cái gì đây. Ôi, bạn dịch chuyển thôi. Mình sẽ đi xem. Trời ơi, căng quá, còn một máy mà thôi mà không sửa xong được. Khổ. Mình đi support cho bạn là Hương Sư. Đó, khi mà Hương Sư được một đòn đánh của Hunter, mình sẽ tặng một sọ bởi vì mình chỉ thương cho Hương Sư ấy. Ôi, ui dồi ôi, được. Múa. Trời đất ơi, vui xỉu. Đâu rồi. Tín đạo đi sửa máy đi, cố lên bạn ơi. Ok, mình lại tiếp tục có 3 sọ đây này. Xách đi. Rồi, bắn sọ. Thôi, nó đi nhanh vậy. Ôi, không bắn được sọ kìa. Ôi dồi. Trời ơi, không thể tin được. Ôi, bắn sọ. Rồi, hay lắm, tuyệt vời. Cứu được Hương Sư rồi. Ôi, cảm giác, ôi dồi ôi, thôi xong. Tiêu rồi. Úi dồi. Trời, nó tỉnh vậy. Vẫn rảnh rỗi để xoay cam đấy. Quả đấy không xoay, không biết mình ở đây đâu. Qua đây. Ôi, vãi, con này thông minh thế nhở. Dùng sọ, đúng rồi, lại cứu được. Giờ ơi, lại gục rồi. Nói chung là mỹ nhân giờ dùng sọ khó để mà đồng đội thoát được lắm. Tiếp tục một sọ nữa này. Một sọ. Má đi nhanh. Mình chơi mà mình tức luôn các bạn ơi. Khó chịu kinh khủng. Nó đi nhanh quá không cứu được. Trời ơi. Thôi mình phải sửa máy thôi. Đang một trận đấu gọi là rất là hay. Rất là ngon lành luôn. Nhây quá cho nên nát bét cuộc đời. Đâu đến đâu rồi. Kìa. Biết có thấy mình không?
Ui dồi, tỉnh nhờ. Hay thật đấy. Mình đang cầm nick của anh Sắt Hiếu và anh ấy có cái emote múa của mỹ nhân ấy. Nhưng mà tiếc cái emote này, ui dồi, emote này nó không có đứng, không vừa di chuyển vừa múa được. Múa khá là đều luôn nhưng mà không di chuyển, không múa được. Ui dồi. Trời đất ơi. May quá cô đấy nó chém hụt. Múa đều kinh khủng. Tiền đạo ơi, sửa máy đi, đâu rồi không biết. Trời ơi. Nó kìa, các bạn thấy chưa? Cũng may là nó cầm bộ trợ dịch chuyển, nếu mà cầm tốc biến thì có lẽ là nó vả mình lâu lắm rồi đó. Mấy cái chỗ này hình như hết đồ chơi rồi, mình phải đi tìm những chỗ khác thôi. Hết ván rồi. Chơi bời gì tầm này nữa. May còn được tí sỏi để dùng, chứ không thì nhai hành no với nó luôn. Ui dồi ôi, chém trúng mình rồi. Tiền đã sửa máy lâu đấy nhở. Trời ơi, hồi hộp quá đi. Có lẽ là trận này mình thấy rằng là căng lắm thì sẽ hòa, còn xui xui là thua các bạn ơi. Mình thấy nó không có hy vọng hết. Nhưng mà cảm giác nó rất là vui bởi vì mình được trải nghiệm ấy. Lâu lâu đăng trận không mấy may mắn cho các anh em xem. Cài nãy giờ cũng thấy hơi bị bực bội đó. Đâu rồi, đâu rồi? Thì tiền đạo kia, tiền đạo đang bị nó dí. Thành nhiệm nhỏ. Trời đất ơi. Thôi xong rồi, thôi xong hỏng rồi. Mình sẽ đi kiếm hầm thôi. Hết hy vọng rồi. Nó sửa máy cái gì mà nãy giờ mình nhây cái thế rồi mà chả ra đâu ở đâu. Hình như nó có đến đây không? Đừng có đến nha, đừng có đến nha. Để em sửa nốt cái máy rồi chị đến là vừa. Em năn nỉ chị luôn, chị Red Madam. Hơi bị căng. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Sorry tiền đạo nhá, mình không cứu được bạn rồi, mình rất là xin lỗi luôn. Nhưng mà có cứu thì mình cũng không thoát được, bạn cũng chẳng thoát được, hoặc là mình cũng chẳng thoát được ấy. Mình rất là xin lỗi bạn. Giờ mình phải đi kiếm hầm thôi. Đang chốt những hơi thở cuối cùng, những gọi là tính mạng cuối cùng để đi tìm chân trời mới của mình. Mày nhá. Ôi, tính tới cứu nữa lại. Thôi mình không cứu được rồi, rất là tiếc. Ừ, thôi xin lỗi bạn nhé. Mình muốn tới cứu lắm nhưng mà không được. Ây, trời ơi. Mình cảm thấy có lỗi với bạn Hương Sư, với bạn Tiền Đạo quá. Một bạn thì thầm lên đấy có. Ôi dồi ôi. Một bản thì nó xách bóng đi quá nhanh, mình không thể bắn sọ được. Một bản thì nó cam cuối game vậy thì khó cứu. Chỗ này cũng đếch có hầm. Đít, đít. Trời ơi, nó dí kia. Ui dồi ôi. Chắc chắn là cái hầm nó ở đối diện mặt mình rồi, không thể nào chỗ nào khác được. Ôi, hầm trước mắt mà không thoát đứng thì thôi bó tay luôn. Cố lên, cố lên. Sắp tới rồi. Đây rồi, đây rồi. Thiên đường của mình đang dẫn lối đây rồi. Trời ơi, nó nhẹ nhõm các bạn ơi. Múa kìa. Thôi mình nhảy đây. Bye bye, bye bye, bye bye. Bà gắt quá, bà Madam ơi. Ok, trận đấu này thua và có lẽ là cũng khá là vui mà. Và các bạn thích thì đừng quên cho mình một like và subscribe nhé. Số ơi, nhện ba nó hành tụi mình. Càng thật đấy.